Chia tay nước Mỹ sau 2 tuần, mình và gia đình ra sân bay để trở lại Việt Nam. Lại là một lần nữa, mình được trải nghiệm chuyến bay dài nhất từ trước đến nay với thời gian lên đến 20 tiếng đồng hồ. Vì thời gian bay dài nên mình được thưởng thức 3 bữa ăn trên hạng phổ thông của China Airlines vô cùng đầy đặn và chỉnh chu. Chi tiết về hành trình này ra sao, mời các bạn cùng đón xem tập thứ 5 và cũng là tập cuối cùng trong hành trình lần này nhé. Chuyến bay ngày hôm nay dự kiến khởi hành lúc 10:45 tối, nhưng từ 7:30 bác mình đưa cả gia đình mình ra sân bay sớm để tránh bị kẹt xe hoặc xảy ra trục trặc ngoài ý muốn. Chạy cao tốc chừng 40 phút là mình tới sân bay. Hôm nay thì sân bay khá là đông, mất khá thời gian thì mới kiếm được chỗ đậu xe. Giờ thì làm thủ tục. Với chuyến bay ngày hôm nay, hành khách sẽ làm thủ tục tại đảo A, Terminal B, sân bay quốc tế Los Angeles. Về hành lý vẫn như lúc đi, lúc về. Mỗi khách được mang một kiện hành lý xách tay không quá 7kg và 2 kiện hành lý ký gửi, mỗi kiện không quá 23kg. Gia đình mình sẽ hết tiêu chuẩn trên. Làm thủ tục xong, gia đình mình chia tay gia đình bác để làm thủ tục xuất cảnh và kiểm tra an ninh. Nếu như mình nhớ không lầm thì cũng vẫn khung cảnh này 4 năm về trước, sân bay không thay đổi gì nhiều. Chỉ có một số cửa hàng họ thay đổi lại cách bài trí. Để nói về sân bay Los là một trung tâm mua sắm thì cũng không sai, vì dọc theo các hành lang có rất nhiều cửa hàng bán những mặt hàng khác nhau. Sân bay vẫn như xưa, có chưa thay đổi gì hết nhiều các bạn. Cửa khởi hành sân bay của mình là 159 thì rẽ bên trái Terminal B. Los Angeles International Airport có mã là KLAX là sân bay phục vụ ở thành phố Los Angeles, bang California. Sân bay có 4 đường băng cất hạ cánh, có tổng cộng 9 nhà ga, được xếp thành hình chữ U, phục vụ cả nội địa và quốc tế. LAX là sân bay bận độ thứ 5 thế giới nếu tính lưu lượng khách phục vụ, đứng thứ 3 về lượng khách thông qua ở các sân bay Hoa Kỳ. Nếu tính lưu lượng khách quốc tế, LAX là sân bay bận độ thứ 2 chỉ sau sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York, nhưng chỉ xếp 20 thế giới về tiêu chí này. Diện tích sân bay vào khoảng 3.425 hecta, nằm bên bờ Thái Bình Dương của Los Angeles, cách trung tâm thành phố này 24 km về phía tây nam. Sân đỗ được lắp đặt nhiều trang thiết bị tiên tiến nhất để có thể tiếp nhận đa dạng các chủng loại máy bay từ tầm trung đến cỡ lớn, phục vụ cho rất nhiều hãng hàng không trên thế giới. Đây chính là cửa 159. Và đằng sau lưng mình đây là chiếc máy bay Boeing 777-300ER của China Airlines. Nó mang livery Boeing. Nó đang chuẩn bị những câu cuối cùng và mình sẽ chuẩn bị lên máy bay luôn. Lúc này tầm 10 giờ tối, đây là khung thời gian chiều đi quốc tế tấp nập nhất, bởi ban ngày là thời gian dành cho chuyến đến. Tham quan một vòng nhà ga rồi thì cũng đến giờ boarding. Cửa khởi hành cho chuyến bay ngày hôm nay là cửa 159 nằm cuối Terminal B. Chiếc máy bay khai thác cho chặng này là một chiếc Boeing 777-300ER mang livery Boeing, được chia thành 3 khoang dịch vụ là thương gia, phổ thông đặc biệt và phổ thông. Chuyến bay ngày hôm nay kín chỗ, chủ yếu là khách Đài Loan, một số ít khách Việt Nam, còn lại là các quốc gia khác. Đây là vị trí của mình cho chặng bay ngày hôm nay, khoảng cách ghế cũng khá thoải mái.
phía trước có một màn hình giải trí, phía dưới ghế là cổng sạc máy tính. Sau khi hành khách đã ổn định vị trí và cài chặt dây an toàn rồi, thì máy bay cũng bắt đầu được đẩy lùi, lăn ra đường băng và cất cánh. Cùng lúc này, thì trên màn hình cũng được phát video hướng dẫn an toàn bay. Trước chuyến bay, mỗi hành khách cũng được phát một chiếc tai nghe để trải nghiệm hệ thống giải trí. Máy bay nhẹ nhàng cất cánh, hướng thẳng ra Thái Bình Dương, tạm biệt nước Mỹ, hy vọng một ngày sẽ sớm quay trở lại. Trên màn hình lúc này là toàn bộ hành trình đến với Đài Loan, với thời gian dự kiến cho chặng này là khoảng 14 tiếng, hơn nửa ngày ngồi trên máy bay các bạn à. Thời gian dài hơn chiều đi khoảng 3 tiếng, số máy bay phải bay vòng lên phía Bắc, sát với biển Bering, và cũng một phần là do máy bay bay ngược chiều gió nữa. Dự kiến, máy bay sẽ bay qua không phận của 6 quốc gia như là Mỹ, Canada, Nga, Nhật, Trung Quốc và cuối cùng là Đài Loan. Chừng 30 phút sau khi cất cánh, các TV bắt đầu phục vụ bữa đêm cho hành khách. Hành khách có tận 3 lựa chọn cho món nóng là tong po, tức là bụng heo, ăn kèm cùng rau và cơm. Lựa chọn thứ hai là filet bò Aegis, nướng cùng sốt bolognese, rau khoai tây. Và lựa chọn thứ ba chính là cà tuyết đen, chấm sốt cà ri miso với cơm đen risotto và rau. Tất nhiên thì mình sẽ chọn món tong po rồi, bởi theo mình là dễ ăn nhất. Ngoài ra, trên khay ăn còn có bánh mì tròn ăn với bơ, một thanh Kit Kat, một chai nước suối, đồ chua và trái cây tráng miệng. Mình nhận xét tổng thể là rất chỉnh chu, đầy đặn và gọn gàng. Về phần món chính, mình thấy ăn khá là ổn, không đến nỗi quá khó ăn. Thịt tẩm ướp vừa, mềm, trộn đều với cơm nữa thì ăn vô cùng là ngon luôn. Sau bữa ăn thì mình kết thúc luôn với trái cây. À quên nữa, chặng về này, gia đình mình có đặt trước một suất ăn trái cây bao gồm nhiều loại. Nếu các bạn không thể dùng đồ ăn trên máy bay được thì các bạn có thể đặt ít nhất 24 tiếng trước giờ khởi hành. Xong xuôi thì mình vệ sinh cá nhân để đi ngủ, tiện thể lướt sơ qua cho các bạn xem phòng vệ sinh luôn nè. Sáng hôm sau, trước khi hạ cánh tầm 2 tiếng, bữa sáng bắt đầu được phục vụ. Lúc này thì mình mới ngủ dậy sau một giấc dài, nên người mình vô cùng là uể oải. Thêm cả nữa là không khí trên máy bay vô cùng là khô luôn. Bữa sáng có hai lựa chọn là cháo đơn giản theo kiểu Trung Quốc và mì xào với thịt. Mình chọn mì xào với thịt, cũng vì lý do mà mình vừa kể, mà cũng chỉ ăn vài miếng thôi. Sau đó là tráng miệng với trái cây và sữa chua. Kết thúc thì mình dành thời gian để trải nghiệm chút hệ thống giải trí với đa dạng trò chơi và phim ảnh, nhạc. Không lâu sau đó thì máy bay giảm dần độ cao, hạ cánh xuống sân bay Đào Viên đúng 4 rưỡi sáng. Lúc này thì bên ngoài trời đâu đó tầm 15 độ C. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đào Viên lúc mặt trời còn chưa ló rạng. Nhưng sân bay đã bước vào một quá trình cho một ngày làm việc mới rồi. Vào khung giờ này ở Đài Loan, có rất nhiều chuyến bay từ các quốc gia khác đến sân bay để hạ cánh, nên sân bay vô cùng là bận rộn. Rời máy bay, mình nhanh chóng tìm đến cửa khởi hành cho chặng bay tiếp theo về lại Việt Nam là cửa A8. Và là thật tình cờ, chiếc máy bay vừa chở mình từ Mỹ về sẽ tiếp tục chở mình về lại Việt Nam. Một chuyến đi có khá nhiều điều thú vị. Dự kiến chuyến bay tiếp theo sẽ khởi hành đúng 7 giờ 25 phút.
Và sau 2 tiếng chờ đợi thì cuối cùng mình cũng được lên máy bay. Và vẫn là chiếc máy bay ấy, nhưng vị trí của mình có thay đổi một chút. Các bạn nhìn ngoài sân đỗ kìa, các chuyến bay cứ liên tục đến và đi, vô cùng là bận rộn luôn. Máy bay được đẩy lùi đúng 7 giờ 25 phút. Trên màn hình lúc này đang phát video hướng dẫn an toàn bay. Trái ngược với khung cảnh lúc mình hạ cánh thì giờ nắng đã tràn ngập hết cả sân bay rồi. À, trên chuyến bay này cũng rất là đông người Việt mình nha, từ phương xa trở về quê hương nè. Sau một hồi tiếp cận đường băng thì máy bay nhẹ nhàng cất cánh, hướng thẳng ra biển, quay đầu về hướng Việt Nam. Dự kiến thời gian bay cho chuyến này như phi hành đoàn thông báo là 2 tiếng và 50 phút. Sau khi máy bay đã ổn định độ cao, bữa ăn bắt đầu được phục vụ. Gia đình mình có đặt thêm một suất ăn đặc biệt nữa và vẫn là trái cây nên được phục vụ trước với đa dạng các loại trái cây có ký hiệu là FPML. Bên cạnh đó thì nước cũng được phục vụ. Bây giờ là thời gian dành cho bữa sáng, bao gồm ba lựa chọn là cá chẽm nướng nghệ với đậu lăng sốt cà ri và cơm. Lựa chọn thứ hai là mì spaghetti sốt thịt bằm và trứng bắc thảo. Lựa chọn thứ ba là phô mai bò om sốt vang đỏ Milan với fettuccine. Mình chọn mì spaghetti. Về món này, mình nhận xét ăn cũng tạm được. Sợi mì thì hơi cứng, sốt thì không hợp khẩu vị với mình lắm, nên mình cũng ăn cố chút để lót bụng. Và cuối cùng thì mình tráng miệng cùng trái cây và bánh quy, ăn khá là ngon nha. Sau đó thì mình dành thời gian để nghỉ ngơi và ngắm cảnh, chờ máy bay hạ cánh. Phía dưới cánh máy bay lúc này chính là vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam, mà không lâu nữa máy bay sẽ hạ cánh. Đôi khi có dịp ngắm khung cảnh đất nước từ trên cao, nó lại mang trong mình cảm giác như là một chiếc flycam có thể ngắm nhìn ở một góc độ đặc biệt. Ấn tượng nhất là khi bay qua các dãy núi cao sừng sững hùng vĩ to lớn ấy. Rồi sau đúng 2 tiếng 50 phút máy bay hạ cánh, kết thúc hành trình 20 tiếng, và mình thì cũng đã khá mệt mỏi rồi. Rất nhanh chóng, sau khi máy bay hạ cánh, mình di chuyển đến khu vực nhập cảnh. Và vì là cao điểm Tết nên sân bay vô cùng đông đúc. Như hôm ấy là ngày sân bay quá tải nhất, nên các thông tin báo chí cũng đăng tải lên các trang báo. Sau một tiếng thì mình cũng hoàn tất thủ tục và nhận hành lý. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo.